Tâm lại về thêm một con CX5 nữa nha chị. CX5 2021, 20.000 cây, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Xe mới tinh anh chị ơi. 20.000 cây số thì anh chị biết ha. Này là bản Dulux nha anh chị. Tâm bán cho anh chị là 720, nhưng mà tâm muốn bán cho anh chị nhanh. Hôm qua tâm mới đăng kiểm mới luôn rồi, đăng kiểm tới 2026. Để cho anh chị 718 triệu ha, mới đăng kiểm hôm qua. Xe mới tinh nè, năm vỏ theo xe và bánh dự phòng chưa sử dụng luôn, rất là mới, một chủ mua mới từ đầu. Màu đỏ pha lê nha anh chị. CX5 là một cái dòng sản phẩm mà rất là được sự tín nhiệm và cái cảm giác lái của nó là tuyệt vời anh chị. Cùng trang cùng lứa mà SUV thì hàng này là cảm giác lái là sướng nhất. Đăng kiểm thì tao mới đăng kiểm hôm qua tới 2026 nha anh chị. Mới tinh nè, từ trong ra ngoài luôn. Thì nó cũng có đầy đủ nè, nó có đèn led nè, lưới điện nè, cửa nóc nè, cân bằng nè, nhiều lắm, rất là nhiều tính năng, cảm biến trước sau nè, 4 thân đĩa ABS nè, mâm 19 inch nè, nó cũng giống y như cái bản Bre, cũng mà mở cửa một chạm luôn, nhưng mà nó cắt bớt đồ, ví dụ như là cảnh báo lệch làn, với lại báo km hắt kính, nó có thiếu hai món hay gì đó, còn lại là nó cũng tương tự giống nhau hết anh chị, nó cũng ghế điện luôn ha, chế độ lái xì bót và thắng tay điện tử luôn. Để cho anh chị là 718 triệu 2021 nha. CX5 đó, 20.000 cây, full lịch sử bảo dưỡng, xe rất là mới, có glue control, mới tinh anh chị ơi. Chế độ lái C-Box, thắng tay điện tử auto horn, có chế độ lái C-Box. Rồi máy lạnh thì auto, màn hình cam de 5 túi khí, trần nỉ nguyên zin, cửa sổ trời một chạm auto, quá đã anh chị, quá tuyệt vời. Đây cho anh chị là 78 nha. Ồ, cảm giác lái em này thì khỏi nói rồi, nó xuất sắc luôn anh chị. Xuất sắc, đẹp tuyệt vời, từ nội thất cho đến ngoại thất, cái động cơ hộp số máy móc mới lắm, đầy đủ hết tính năng anh chị. Gập gương auto đồ luôn ha, ốp gỗ nè, rin hết, tất cả là rin hết anh chị. Sơn rin thì còn 95%, không lỗi lầm gì hết nha. Bao cho anh chị luôn. Xe bên tâm thì nó rõ ràng lắm, cái nào lỗi là lỗi, cái nào rin là rin nha anh chị, không có vụ mà lẫn lộn mà rin lỗi thành rin ở đây là không có nha. Xe này rin hết, không có bị một cái lỗi lầm gì hết. Có cửa gió của hàng ghế sau làm mát nhanh hơn. CX5 cảm giác lái là tuyệt vời, khó có thể nào so sánh với cái sản phẩm khác mà hơn được cái sản phẩm này anh chị. Tâm cảm nhận được cái xe này chạy như ý luôn, mượt mà, êm ái và rất là bốc. Vỏ lốp theo xe hết nha anh chị nha, 20.000 cây xịn ha, 4 thân đĩa nha, mâm 19 inch. Đẹp như ý luôn chị. Sản xuất 2021, 718 triệu anh chị, màu đỏ pha lê. Trần nỉ nguyên zin, cửa cốp capo là chưa hề mở. Đẹp lắm, mới lắm. Bánh dự phòng chưa sử dụng nha anh chị, 100% là nguyên mới. Rất là đẹp anh chị ạ. Thiếu cái cốp điện nha. Bản này thì không có cốp điện anh chị. Vỏ lốp theo xe hết, bánh dự phòng chưa sử dụng. Gầm bệ thì mới tinh. Xe mới keng anh chị, 7 màu. Sơn rin thì trên 95% trở lên. Ba nghe nè. Ok. Thank you.
Xe đẹp lắm anh chị. Thành ơi, kêu Thành giùm em cái này. Xe mới lắm anh chị. Em biết con bé ở nhà không? Lên cổng trường rước giùm anh cái. Xe này mới lắm anh chị. Rất là mới nha. Không có gì để tả hết, xe đẹp từ đầu tới chân, đăng kiểm mới, vỏ theo xe, bánh xe cua chưa xài, đèn trước đèn sau là đèn full led, 718 triệu đó. Có con xe CX5 2021 màu đỏ pha lê, gầm cao nha anh chị, gầm cao SUV chạy lướt, mới có 20.000 thôi, xe mới tinh luôn. Mới lắm anh chị, mới thật sự luôn. Nó len ken luôn anh chị ạ. Đây là bình nước nhiệt nè. Ồ, cái xe nó mới. Như ý luôn chị ơi, mới lắm. 2021 mà chạy có 10 có 20.000 cây à, full lịch sử bảo dưỡng, không một tí gì lỗi lầm, bên Tâm sẽ bao cho nhà mình là được kiểm tra và chế hãng nha. Nếu như mà phát hiện lỗi thì bên Tâm là người chịu trách nhiệm cho khách hàng và cũng như là bà con, cho Tâm gửi một lời xin lỗi và chịu mọi tổn thất đi lại của anh chị. Xe tuyệt đẹp như ý luôn. Cửa cốp capo là chưa mở, động cơ hộp số cũng vậy, keo chỉ cũng vậy nha. Đó, rin hết anh chị. Xe nhiều tiền thì mình phải kiểm tra và chế hãng trước rồi mới giao dịch. Cái này là full lịch sử nha, nên còn bảo hành hãng. Bảo hành hãng nếu mà 4 năm hay 5 năm gì đó. Bảo hành hãng hình như là Mazda như bảo hành 4 năm đó anh chị ạ. Bảo hành 4 năm thì tới 2025, còn bảo hành 3 năm thì cuối 2024. Cái này phải coi lại Google coi bảo hành của Mazda CX-5 là bảo hành mấy năm nha. Đây ABS nè anh chị. Bên Tâm có văn bản cam kết cho nhà mình là đúng chất lượng, đúng km, đúng chất xe nha. Đó, không đâm va, không ngập nước, máy móc động cơ hộp số là nguyên rin, sơn rin thì còn rất là nhiều, không có lỗi làm gì hết. Tâm bán bao cho anh chị là xe chuẩn rin, bao chết test mọi hình thức, giá là 718 triệu cho con CX5 2021, động cơ là 2.0. Anh chị có muốn mua xe này thì cứ đi hỏi trực tiếp giá xe mới lăn bánh rồi mình mới cân đo đong đếm đó. Xe mới là 700 760 chưa thuế, lăn bánh nữa là gia hạnh nhiều, mua xe này nhiều thì anh chị tự có câu trả lời luôn, coi mình nên chọn phương án nào mà phù hợp với cái tài chính của mình cũng như là với cái gia đình của mình đó, thì cái nào là phù hợp nhất thì anh chị cứ chốt ha. Còn xe này thì nó mới lắm, nó mới tinh nè, anh chị khỏi lo về mặt chất lượng nha, chỉ lo về cái kiểu dáng với thương hiệu thôi, còn xe thì khỏi lo, Tâm đã lo cho anh chị rồi, là con xe tuyệt đẹp. Và anh chị có nhu cầu mua thì ủng hộ Tâm ha, và gọi vào số hotline là 0917 215 512. Xem xe ở địa chỉ là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Duy Tâm. Đó, anh chị cứ đến xem xe trực tiếp tại công ty. Còn nhiều sự lựa chọn lắm chứ không phải là có mình xe này nha anh chị. Tâm cảm ơn anh chị luôn luôn tin tưởng và ủng hộ giúp cho Tâm có được ngày hôm nay, là những cái vị khách thật là tuyệt vời, luôn luôn yêu thương và cho Tâm cơ hội để phục vụ. Tâm xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại nha.